Dạo này kinh tế nó xuống cấp quá, mà tệ nạn xã hội thì lại càng nhiều hơn. Cho nên là cướp nó xảy ra rất là nhiều và rất là thường xuyên. Cho nên là mấy chị em ra đường phải cẩn thận chút xíu nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của chú Lính Chì. Thì kênh chuyên kể về chuyện đời lính cũng như là bà Tám những chuyện ở khắp mọi nơi về đây cho các bạn nghe. Thì chắc các bạn cũng đã có nghe nói hay là phong phanh ở đâu đó nói là tầm tháng 5 vừa rồi á, là có một cái chị người Việt Nam thì sau khi bước ra từ nhà băng hay là cửa hàng gì đó thì đã bị một tên ăn cướp nó giật cái túi xách. Thì sau khi giằng co với tụi nó thì bị cái thằng này nó kéo đi ở trên đường, và đồng bọn của tụi nó thấy như vậy thì liền lái xe hơi tới cán qua người của chị. Thì chị đã được đưa đi cấp cứu nhưng mà thật sự là không qua khỏi. Thì nếu gia đình của chị có ai đó có xem qua video clip này thì xin cho em gửi lời chia buồn tới cho gia đình. Thì vì cũng chính những cái việc đáng tiếc như vậy cho nên là thật sự là mình chỉ có cái hai điều để mà chia sẻ cho các chị em thôi. Thì điều thứ nhất á, là cái thời buổi này rồi thì mọi người đừng có mang thật nhiều tiền mặt ở trong người nữa, cứ để trong nhà băng đi. Họa may lắm á, thì chỉ mang tầm 20-30 đồng tiền mặt ở trong người để cho mình, chẳng hạn như tiền tip hay là đi tới những cái quán xá nào đó mà người ta không cho xài thẻ thì mình có thể sử dụng tiền mặt để giải quyết vấn đề. Còn mà nếu mà đem tiền ở trong người á thì để mà gửi nhà băng á thì hãy ngồi ở trong xe rồi ngồi sát vô cái máy ATM á để mà gửi tiền vô trong nhà băng, chứ cũng đừng nên mà mang thật nhiều tiền mặt rồi đi lang thang ở trên đường, tại vì như thế thì rất là nguy hiểm. Cái lời khuyên thứ hai á, mà mình muốn nhắc tới á, đó là nếu mà thật sự mình xui xẻo mà cướp nó tới nó thăm mình thật á, thì các bạn nên nhớ rằng cướp á, là nó sẵn sàng nó sẽ làm thịt bạn để mà nó chiếm lấy tài sản của bạn. Cho nên á là thôi, nó cần bao nhiêu thì cứ đưa cho nó, giơ hai tay đưa hết cho nó nè, là túi nè, tiền nè, ví nè, điện thoại nè, anh muốn bao nhiêu cứ đưa hết cho nó. Cùng còn mà ế quá nữa thì thôi dâng hiến mình cho nó luôn cũng được, không cần phải giữ lại đâu. Tại vì á, các bạn tiền mất á, thì các bạn còn làm ra được, còn nếu mà các bạn xảy ra chuyện gì á thì sẽ không còn có thể nào mà làm ra được tiền nữa hết á. Khi các bạn đưa hết cho nó như vậy á thì trước sau gì nó cũng sẽ bị cảnh sát bắt thôi, rồi các bạn sẽ lấy lại được tài sản của mình thôi, và đặc biệt là các bạn giữ lại được cái tính mạng và an toàn cho mình. Thì đó là hai cái lời khuyên mà mình muốn gửi tới cho các chị em. Thì sau khi mình nói như vậy á, thì có rất là nhiều anh em mà nhảy tưng 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 lên hỏi là tại ủa bộ mày là cái thằng kỳ thị giới tính này sao mà mày chỉ có khuyên tụi con gái là phải cẩn thận thế này thế kia, bộ tụi tao là sẽ không bị cướp hay sao. Thì thật sự mà nói á thì mình cũng có lý do là tại sao mà mình không đề cập tới các anh em ở trong này. Bây giờ mình cùng nhau kiểm chứng lại xem coi cái lý do của mình coi có đúng không nha. Thì như anh em mình là con trai thì cái giai đoạn từ 1 cho tới 20 tuổi thì ai là người giữ tiền? Mẹ giữ. Từ cái giai đoạn mà 20 tới 30 thì tiền nó sẽ đi đâu? Mua quà cho gái nè, dẫn gái đi ăn nè, xem phim nè, quần áo nè, giày dép nè, 8 tháng 3 nè, 10 20 tháng 10 nè, sinh nhật gái nè, sinh nhật ba má bạn gái nè, sinh nhật em trai bạn gái nè. Wow, nói chung là lấy tiền cho gái. Đó là tới cái giai đoạn 30 tuổi. Thì từ 30 tuổi trở đi thì tiền ai giữ? Vợ giữ. Đến đó là cái giai đoạn tầm bốn mấy 50 trở đi. Thì vào cái giai đoạn này á, nếu mà thục két được quỹ đen của vợ từ hồi 30 tuổi á thì cũng để dành được chút. Thì vào lúc này á thì tiền á nó sẽ nhảy vào túi bồ nhí. Và cuối cùng á là cái giai đoạn về già. Thì cái giai đoạn mà về già rồi thì á, tiền á, sẽ rơi vào túi của mấy cô gọi là cô y tá, những cái cô mà phục vụ cho mình để chăm sóc cho mình lúc tuổi về già, rồi sau đó tiền thì vào thuốc thang, mua đất mua hòm, và đó là coi như hết. Anh thấy đó, mình thì thật sự là cái nhân lực làm ra tiền, nhưng mà thật sự tiền của mình á, nó chỉ căn bản nó không mất đi đâu cả, nó chỉ chuyển từ túi người phụ nữ này sang túi người phụ nữ khác thôi. Và tụi cướp thì tụi nó cũng biết điều này, thì tụi nó nhắm vào những cái người có tiền, đó là chị em phụ nữ, chứ nó đâu có nhắm vô mình làm gì. Thì nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu, mình là thằng trọc đầu không có tiền, trên dưới đổ lũi không có gì hết trơn trọi.
cũng chính vì không có tiền cho nên á, là Phật độ mà độ tụi mình chứ không có độ cho mấy bả, cho nên là cướp đi kiếm mấy bả thôi chứ không có đi kiếm mình. Thì cướp mình cũng như không, đúng không? Thì các anh thấy đó, cũng tụi cướp cũng chính là những thằng đàn ông không thôi, hiếm có phụ nữ lắm. Chỉ có như vậy thôi. Thì nếu các bạn thấy thích thì hãy like và subscribe cho mình để mình có thể có thêm động lực mình đi bà tám thật là nhiều chuyện về nữa để mà kể cho các bạn nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.